bị phụ huynh bóc phốt vì quá xinh đẹp, cô giáo tiểu học chứng minh bằng hành động. Đây là một cô giáo trẻ thuộc thế hệ 9X, hiện đang giảng dạy môn âm nhạc tại cấp tiểu học. Khi những hình ảnh của cô được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều phụ huynh đã dị nghị và cho rằng cô không phù hợp để giảng dạy con em của họ. Khi được hỏi lý do, các phụ huynh chia sẻ, vì cô giáo quá xinh đẹp sẽ dễ khiến các em mất tập trung trong học hành. Mặc kệ những lời đàm tiếu, cô giáo vẫn cố gắng chứng minh năng lực sư phạm cùng sự nhiệt huyết của mình. Không chỉ tập trung vào chuyên môn, cải tiến các phương pháp giảng dạy cho học sinh được thực hành nhiều hơn, mà cô đôi lúc còn tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho các em. Thi thoảng, cô còn là tặng quà để khích lệ cho tinh thần học tập của các em lên cao. Để biết, ngôi trường mà cô giảng dạy là một ngôi trường nằm ở huyện miền núi khó khăn. Nhiều em gia cảnh rất đáng thương, để có thể đến được trường, đi học là điều không hề dễ dàng. Bất ngờ hơn nữa là cô giáo vốn là tiểu thư con nhà giàu, đường sống trong nhung lụa, thành thạo nhiều loại nhạc cụ cổ điển chỉ dành cho giới quý tộc. Mời đẹp! Chính bởi vậy, sự gắn bó của cô với trường, chịu khó, chịu khổ, cũng như tình cảm yêu thương mà cô dành cho học sinh đã khiến nhiều người cảm động. Chúc cô giáo trẻ sẽ vững bước, vững lòng, vượt qua những định kiến để tiếp tục sự nghiệp chồng người thiêng liêng của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.